Cả nhà ơi, đây là cái món ăn cơm rất là thú vị của mình luôn nè cả nhà. Đây là nước tương tỏi ớt nè, đó em băm nước tương tỏi ớt nè, cà chua nè, cà chua em luộc cho nó chín rồi ha. Cái em đem ra em tách vỏ xong em để vô đây nè, em dầm nè, đó lâu lâu ăn như vậy nè rất là ngon luôn á. Mình ăn với cơm trắng đó. Đó, mình chan vô đây nè, mình ăn ăn ngon lắm, nó chua chua ngọt ngọt, nước tương tỏi ớt mình thêm đường vô á, cái hậu nó ngọt ngọt ngon lắm. Nó có dưa leo nữa đây, ăn như vậy nè rất là tuyệt vời luôn nè, ngon lắm, lâu lâu đổi khẩu vị, món này là món lạ luôn đó cả nhà. Món này ăn chay á ngon lắm á. Đây là cà chua nè, đó được ba trái cà chua mình luộc xong rồi, cái mình lọt cái vỏ mình dầm vô đây, nước tương tỏi ớt cay cay nó thơm ngon lắm nha cả nhà. Mình chan vô cơm nè, nó chan vô cơm nè, cái này mà được một miếng tàu hũ nữa ha, cái mình luộc luôn á, mình chấm ăn tuyệt vời ngon luôn. Rồi mời cả nhà cùng ăn với mình nha, quá ngon, đơn giản nhưng mà không kém phần hấp dẫn nha cả nhà. Rồi mời cả nhà dùng nha.